bộ đồ chơi siêu nhân mới. Tối nay mình lắp tới khuya luôn, lắp ráp xong mới ngủ. Mà đi nhanh lên đi, hôm nay chắc nhiều người tới mua lắm đó. Trời ơi, người đâu mà đông như kiến vậy. Nhanh lên đi, không thôi là bị mua hết đó. Chú ơi, bán cho cháu một bộ đồ chơi. À, tụi cháu phải xếp hàng như mọi người thôi. Anh ơi, em đưa tiền cho anh, mua giùm em 3 bộ đồ. Không có được đâu chú em ơi, mỗi người chỉ mua được 1 bộ thôi à. Thôi, đứng chờ xíu có gì đâu, đứng xếp cuối hàng đi nè. Trời ơi, lâu quá à. Lâu quá à. Chợ muốn mọc râu luôn à. Ê, hàng bên kia ngắn hơn kìa. Chẹo bên kia đi bụng bự. Tay to, hàng bên đây ngắn hơn nè. Thôi, ngắn hơn chưa chắc đã nhanh hơn đâu. Mình chờ bên đây cũng được. Có khi một lát tay to không mua được luôn á. Lâu quá, không mua nữa. Ê, hàng bên kia ngắn hơn kìa. Bụng bự, hình như là hàng này được mua nhanh hơn đó. À, mất chỗ luôn rồi. Hết hàng rồi nha mọi người, gặp mọi người lần sau. Biết vậy là tụi mình kiên trì chờ đợi là được rồi. Hy vọng các cháu đã rút cho mình được bài học về sự kiên nhẫn khi xếp hàng. Xếp hàng sao không phải là mình thua thiệt người khác, mà nó thể hiện sự văn minh, lịch sự của mình nữa. Nói nhỏ nè, mai chú nhập hàng mới rồi, các cháu nhớ ghé sớm nha. Cảm ơn chú.